Hello, chào mừng anh em trở lại với cái kênh của mình. Trước khi vào video, anh em đừng quên để lại cho mình một lượt đăng ký và bật nút chuông. Bởi vì mỗi khi mình ra video, mình đều tặng 3 con dê ngẫu nhiên trong cái video của mình. Và ngoài ra, mình sẽ tặng cho anh em 3 anh em may mắn nhất thẻ cào 20.000 đồng vào tài khoản Momo cho anh em. Chỉ cần anh em đó là comment số điện thoại bằng chữ phía dưới phần bình luận của anh em để mình sẽ random tặng lộc ngẫu nhiên cho anh em nha. Và phần tặng lộc ấy mình thường sẽ để cuối cái video này của mình, và 100% mình sẽ tặng lộc cho anh em. Và có rất nhiều anh em đã nhận được lộc của mình và từ số vốn nhỏ và đã làm nên một số vốn khá là to đây nha anh em. Bây giờ mời anh em xem video nha. Hello anh em, chào anh em trở lại với cái kênh mình nha. Hôm nay thì vốn mình 10 mê thì mình sẽ vào đây mình sẽ chơi một game Cu Fan anh em. Con nào con game đổi thưởng rất hot tiền hay đổi thưởng theo tỷ lệ 1-1 anh em. Hôm nay mình sẽ chơi một game đặt bom nha anh em ơi. Đấy. Sẽ đặt bom theo kiểu là đoạt đi. Ôi được 89 ngàn này. Vốn mình 10 triệu 4 nha anh em. Cho 10 triệu 5 đi. Xem mình lãi đến bao nhiêu và lỗ xuống bao nhiêu nha. Game đặt bom này khá là hot hiện nay anh em ơi. Chả biết như thế nào có thể thắng nó không đoạt đi. Đối mà 105 ngàn bèo vậy. Chả biết như thế nào đây ấy, anh em ơi. Thanh niên VIP 2 này mình nghĩ là bị ấy này. Bị lỗ này. Ôi lãi các anh em ạ. Đoạn đi. 4.000. Bèo bọt nhỉ. Không biết nổ lần này bao nhiêu nhưng mà thắng một lần được bèo bọt như thế này thì ai muốn chơi anh em ơi. Đoạn đi. 227.000 ngon. Ngon luôn anh em. Chơi đoạt bom này lọ lùm lúa nào anh em ơi. Đặt bom, đặt bom. Mình sẽ là người đặt từ ván xem sao nhé. Sẽ đặt lần đi. Đặt luôn đi. Chơi luôn chút căng có gì đâu mà căng. Mình đéo đéo đoạt ván này đâu nha. Mình đợi ván sau thôi. Đây nào thấy nhiều người chơi mà bây giờ mình đừng nói mình đặt đi. Đéo có ai chơi cái mấy cây anh em ạ. À. Thật sự ấy, bây giờ mình đặt để đéo ai chơi là mấy cây này. Ôi dồi ôi, lỗ mía rồi. Cày thế anh em, đoạt đi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Cày thế anh em ơi. Mình đặt bom tiếp nha anh em. 2 triệu tiếp bây giờ chỗ thấy nhiều người chơi ấy. Anh em mình sẽ đặt tiếp đoạn đi 37.000. Bây giờ pin yếu rồi, pin yếu rồi anh em ơi, pin yếu rồi. Chả biết nó cho mình lãi không ấy. Ván này nè, ván này là quan trọng nè. Lúc đấy nhiều người chơi mà đừng nói mình đặt đoạt đặt bom một cái nó đéo ai chơi nữa thì mình sẽ ra chơi game khác thôi. Bởi vì chơi kiểu như vậy ai chơi lại anh em. Ơ hay. Vãi đạn hai ván đều lỗ kìa, thôi nghĩ ra chơi game khác thôi anh em ơi, game đi xem như nào nào. Lúc này lỗ khá là nhiều rồi đấy, méo và đơn giản đâu anh em ạ. Nhận đi, lên 15 mê là nghĩ anh em. Đéo biết là mình bao nhiêu tiền nhưng mà lên 15 mê mình sẽ nghĩ. Vãi đạn thật lãi lỗ à. Ơ hay lỗ tiếp kìa, bọn này bịp thế. Cho em thắng với chứ. Đúng rồi, cho mình thắng mới chứ. Đúng rồi. Ôi dồi ôi, ván 2 mê luôn này. Ôi lỗ kìa anh em ơi. Ôi dồi ôi. Anh em ơi, lỗ rồi, lỗ rồi, lỗ hết rồi. Nhận đi. Toang rồi anh em ơi, đừng nói toang hết nha. Nhận đi, con 8 sợ lắm. Thà rằng vốn nhiều thì không sao nhưng mà vốn ít thì sợ vãi đạn đấy. Úi dồi ôi, lại lỗ kìa, vãi đạn thật cái bọn này. Bịp thế, cho em thắng mới chứ. Cái tiền đéo đâu nữa mà chơi nhiều anh em. Vãi đạn kìa, nó cứ lần thắng lần thua vậy. Vãi thật anh em ạ. À. Lỗ hết là có thật anh em ơi. Tham là lỗ hết là có thật anh em ạ. À. Toang rồi. Toang rồi. Ôi giời ơi, pha đó biết đặng nhận đấy nhờ. Công nhận người ta nói tha mà thâm thật anh em ạ.
Thôi nghỉ nha anh em. Bây giờ mình sẽ nạp vào 5 mê là mình sẽ chơi nha. Sợ gì mới 10 mê luôn đi. Mê cay cú lắm rồi đấy. Ok anh em, mình đã trở lại ở đây. Có lẽ mình sẽ vào chơi Super Bowl này đi. Cay cú lắm rồi đấy anh em ơi. Để họ biết như thế nào mình có thể xui như vậy luôn đấy. Ván này mình vào sớm một xíu là mình có thể thắng rồi ấy. Mà cũng không thắng được bao nhiêu. Thua hết luôn đấy chứ. Vãi đản kìa, thua một chuỗi luôn anh em kìa. Bởi lẽ mà nó vẫn thắng kìa. Công nhận là thằng cái nó hên đấy. Thằng cái nó đang hên đấy anh em ạ. Tính ra thằng cái nó đang hên đấy. Mình sẽ đặt cược cuối để xem thế nào. Chơi tới bến luôn anh em ơi. Sợ gì mưa rơi. Một là lỗ hay là lãi thôi. Chắc chắn anh em điều đó luôn đấy. Nó bun một nha. Ôi dồi nó bun một mình đéo win được kìa. Cày thế. Lỗ mất 1 triệu luôn anh em ạ. Cày váy đạn đấy. Bây giờ tính ra là ván này mà lỗ là lỗ 20 mê luôn đấy anh em ạ. Cày thế nhỉ. Nhìn đợt bom xui thật đấy. Bùng 5 thôi, ván này thắng được gọi là đờ tụi đi anh em ạ. Sẽ đặt tất tay luôn ván ở đây. Vãi đạn thật, toàn là tất tay anh em ạ. Mà chả biết trúng hay không, nó mới cái quan trọng anh nữa. Trúng thì ngon, nhưng đéo trúng một cái hay sao. Bày lẻ nha, nó bày lẻ mình bị bun đây nè. Bun chín được của nó luôn anh em ơi. Ui chà. Ui lên 25 mê để lại này. Lại đấy anh em. Bắt đầu thấy lại đây, lại 5 mê đây. Ngon chưa, ngon quá là ngon đấy chứ lì. Ôi dồi ôi. Được của nó ngay anh em ơi. Được của nó nha anh em. Bây giờ đặt 100 thôi. Bây giờ đéo dám đặt liều nữa đâu. Lãi rồi mà việc gì phải đặt liều nữa anh em đúng không. Bùn chín này. Trời ơi. Cửa nào cũng thua mà mình duy nhất cửa mình thắng kìa. Đang đến chuỗi hên của mình đấy. Nhưng mà thôi, hên sao hên nhưng cũng không dám đặt to. Bởi vì đặt to lỡ may mà mình lộ một cái thì lúc đấy mình mất bình tĩnh. Mà mất bình tĩnh thì chắc chắn là mình sẽ thua thôi. Đảm bảo anh em điều đó luôn đấy. Bây giờ ván này thắng hay thua thì mình nghỉ luôn nha. Chốt hạ là chốt lại non thôi. Đừng có tham, quá tham tí nữa lỡ may lộ hết thì sao. Đúng anh em. Bun 3 này. Bun 1, trời ơi ván này không thắng. Không sao. Thôi thì video đây mình sẽ giúp anh em. Nói chung là cũng lại 50 năm là quá là ngon rồi. Không nên tham rồi anh em. Thôi video đây mình sẽ giúp anh em đừng quên lại cho mình like và đăng ký nha. Bye bye anh em.